Mẹ có biểu hiện không bình thường khi theo hội thánh Chúa Trời. Con gái cầu cứu. Bị lôi kéo dụ dỗ vào hội thánh Đức Chúa Trời, người mẹ trở nên u mê, không làm chủ được lời nói, hành động, đầu óc lúc nhớ, lúc quên, hay nổi cáu, lúc nào cũng kêu đau đầu, mệt mỏi, cho đi viện khám thì không ra bệnh gì. Về nhà thì hay lẩm bẩm nói câu gì đó liên hồi, khiến cho mọi người trong nhà cảm thấy mệt mỏi. Đó là những chia sẻ từ người con gái của cô khi có mẹ đi theo hội thánh. Lớn lắm chừng nào còn đến đời đâu, lớn lắm chừng nào còn đến đời đâu. Dù mọi người ra sức khuyên ngăn, nhưng mẹ vẫn không từ bỏ. Cô gái cực chẳng đã, đành cầu cứu cộng đồng mạng gợi ý cách giải quyết. Hội Thánh Đức Chúa Trời là một tổ chức tôn giáo tự xưng, chưa được nhà nước công nhận hoạt động. Rất nhiều gia đình đã tan cửa nát nhà khi có người thân bị lôi kéo vào hội thánh này. Nhiều em học sinh sinh viên cũng bỏ bê học hành khi bị dụ dỗ. Vì vậy, mọi người hãy thật cảnh giác, tránh xa những người có ý định truyền bá những gì liên quan đến hội thánh này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!